Ngày nay, nhiều nông dân làm giàu nhờ phát triển mô hình trang trại nuôi động vật hoang dã. Tại thành phố Hồ Chí Minh, nghề nuôi động vật hoang dã không những cung cấp giống cho thị trường thành phố và các tỉnh trong khu vực, mà còn cung cấp thương phẩm cho các nhà hàng, quán ăn. Một trong những mô hình phải kể đến là nuôi treo treo. Con treo là con gì? Đặc điểm nhận dạng. Con treo là một tên gọi khác của treo treo, một loài động vật quý hiếm trong sách đỏ. Loài động vật này có tên khoa học là Tragulida, thuộc bộ móng guốc chẳng, cùng bộ với con mang rừng. Thân hình của treo treo khá nhỏ bé so với những loài động vật thuộc họ móng guốc khác. Cơ thể của con treo treo chỉ dài khoảng 40-80cm, chiều cao trung bình chỉ khoảng 30cm. Với thân hình nhỏ bé, mỗi cá thể treo treo trưởng thành chỉ nặng từ 1,5-10kg tùy loài. Loài có kích thước lớn nhất là treo treo châu Phi với kích thước có thể lên đến 80cm và nặng khoảng 10kg. Treo treo Nam Dương là giống nhỏ nhất với chiều dài cơ thể khoảng 40cm và nặng khoảng 1,5kg. Toàn thân của con treo được bao phủ bởi lớp lông ngắn, hơi sụ có màu vàng đậm hoặc nâu. Phần bụng có lông màu trắng và đậm dần về phía lưng. Đầu con treo khá dài, mỏng nhọn và có hai tai vểnh. Mắt của chúng không có tuyến lệ ở đằng trước, răng cửa trên bị khuyết còn răng nanh lại mọc dài ra bên ngoài mép. Tứ chi của con treo treo khá ngắn và mảnh, chỉ có hai ngón thứ ba và bốn phát triển. Phần đuôi thường dài đến khớp gối chân. Có nhiều người bị nhầm lẫn giữa con treo với hươu, hoảng nhỏ vì hình dáng của chúng khá giống nhau. Tuy nhiên, treo treo thì không có sừng ở cả cá thể đực và cái. Ngoài ra, loài động vật này còn được gọi là hươu chuột bởi có hình dáng nhỏ nhắn như chuột nhưng lại có thân hình như một con hươu. Tập tính và môi trường sinh sống của con treo treo. Cùng tìm hiểu tập tính sống của treo treo và để xem có sự khác biệt với những loài động vật có móng guốc khác không. Không giống như hươu, con treo rừng thường sinh sống và kiếm ăn một mình vào ban đêm. Thức ăn ưa thích của treo rừng là các loại hoa quả, lá cây, chồi, thân non, củ, nấm, côn trùng hoặc xác động vật. Cũng giống như các loài động vật nhai lại khác, treo treo không có răng cửa trên trong khi răng nanh lại rất phát triển. Cấu tạo dạ dày có 4 ngăn giúp loài động vật nhỏ bé này có thể lên men và tiêu hóa các loại thức ăn khó tiêu. Mùa giao phối của chúng là từ tháng 9 đến tháng 12 hàng năm tùy thuộc vào loài. Thời gian mang thai của con treo treo cái là khoảng 120 ngày, mỗi năm đẻ một lứa từ 1 đến 2 con non. Hiện nay, treo treo rừng chỉ còn tìm thấy ở các khu rừng nhiệt đới ở châu Phi, Đông Nam Á và Ấn Độ. Môi trường sống của chúng là những cánh rừng khô ráo, có nhiều bụi cây rậm rạp để dễ dàng lẩn trốn. Treo treo rừng thường sống ở những gốc cây hoặc các hang tự nhiên, kín đáo. Kỹ thuật nuôi treo treo hiệu quả. Do nhu cầu của thị trường nên nhiều trang trại ở nước ta đã nghiên cứu phương pháp để nuôi loài động vật này. Tuy nhiên, trước khi nuôi con treo nói riêng và các loài động vật hoang dã nói chung thì chủ trang trại cần phải đăng ký với chi cục kiểm lâm sở tại và chứng minh được nguồn gốc vật nuôi hợp pháp. Điều này là việc làm rất quan trọng để không vi phạm pháp luật về bảo vệ động vật hoang dã. Bà con có thể tham khảo kinh nghiệm nuôi treo treo của một chủ trang trại ở thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ. Trang trại phải tạo được môi trường sống tự nhiên cho treo treo như có nhiều tán cây che bóng mát, lùm cỏ. Thức ăn của loài động vật này là rau củ quả và những loại rau dại mọc ở trong trang trại. Người nuôi treo treo có thể mua rau củ quả ở các chợ đầu mối để có thể giảm chi phí về thức ăn. Cũng giống như trong tự nhiên, con treo thường ăn vào ban đêm. Khu vực chuồng nuôi cũng phải được vệ sinh sạch sẽ để tránh phát sinh mầm bệnh. Đến mùa giao phối và sinh sản có thể cho treo treo uống thuốc kháng sinh và phải tuân thủ đúng quy trình kỹ thuật thì mới đạt hiệu quả kinh tế. Việc nuôi treo treo không chỉ giúp cải thiện kinh tế mà cũng là một biện pháp để giảm mức độ săn bắt loài động vật này trong tự nhiên. Tỷ phú mát tay nuôi động vật hoang dã, một trong những mô hình nuôi động vật hoang dã thành công, đó là trang trại của anh Cao Thanh Long, phường Linh Xuân, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Trang trại của anh rộng 4.000m², có không gian xanh mát, rất thú vị cho du khách đến tham quan vào những ngày nghỉ cuối tuần. Anh tâm sự, vốn thích nuôi những con vật lạ từ nhỏ, khởi nghiệp từ năm 2005, phong trào nuôi nhím đang phát triển, anh xuống tận tỉnh Bình Phước, tìm mua nhím rừng về nuôi để phối giống với nhím nhà. Sau một thời gian thấy nuôi thành công, nhím sinh sản tốt, rồi anh nuôi bán giống. Lúc đấy một cặp nhím giống 2 đến 3 tháng tuổi, anh bán có lúc giá trên 10 triệu đồng. Anh thấy hiệu quả kinh tế cao lại không tốn nhiều công sức, anh quyết định mở rộng nuôi các loài động vật hoang dã khác. Ban đầu không có vốn, anh tìm đến Hội Nông dân quận Thủ Đức để hướng dẫn xây dựng phương án, vay vốn 1 tỷ đồng từ chương trình khuyến khích chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp đô thị của thành phố. Mới bước vào nghề, anh Long tự mày mò kiến thức về kỹ thuật nuôi, cách chăm sóc đến vệ sinh chuồng trại.
Do mỗi loài động vật hoang dã có đặc tính sinh trưởng riêng, nên việc nuôi nhiều loài không dễ chút nào. Yếu tố nuôi thành công nhiều loài là phải yêu thích và tạo môi trường sống thích hợp cho chúng, vì chúng sống ngoài hoang dã, thiên nhiên. Chẳng hạn nuôi chồn hương phải xây chuồng, nơi ở sạch sẽ. Chồn hương có đặc tính sống về đêm từ 18 giờ tối đến 6 giờ sang ngày hôm sau, ngày ngủ ly trong hang. Dụng cụ đựng thức ăn phải làm bằng inox sáng bóng. Chiều đến là phải cho chúng ăn, uống nước, sáng ra rửa sạch phơi nắng. Thức ăn của chồn hương phải từ gạo ngon nấu thành cháo trộn với đầu gà hoặc cá xay nhuyễn. Nuôi treo phải tạo ra không gian giống như tự nhiên, có cây che bóng mát, có cỏ, rau lang làm thức ăn cho chúng. Treo cũng ăn vào ban đêm. Thức ăn của treo, nhím là rau, củ, quả. Anh mua từ chợ đầu mối. Các loài chim, gà anh sử dụng thức ăn công nghiệp, lúa, bắp. Ngoài tạo được môi trường thích hợp cho từng loài vật nuôi, theo anh Long, khâu vệ sinh chuồng trại sạch sẽ là khâu quan trọng để tránh phát sinh và lây lan mầm bệnh. Phải thường xuyên phun thuốc sát trùng chuồng trại, thời điểm giao mùa cần cho chúng uống thuốc kháng sinh, phải tuân thủ quy trình kỹ thuật như thế mới thành công. Đến nay, sau hơn 12 năm gắn bó với nghề nuôi động vật hoang dã, trang trại anh đã nuôi khoảng 10 loài, gồm chồn hương, treo, dúi, nhím, gà rừng, gà đông tảo, chim trĩ, chim công, le le, chó phú quốc. Những vật nuôi này đều có đăng ký với chi cục kiểm lâm thành phố và có kiểm tra định kỳ theo quy định. Mỗi năm gia đình anh bán từ con giống và thương phẩm 10 loài động vật hoang dã, với vài ngàn con giống, lợi nhuận thu về bạc tỷ. Chúc bà con nhiều sức khỏe và thành công!